Ford vừa ra mắt mẫu SUV cỡ C đẹp long lanh với giá hấp dẫn, chỉ từ 503 triệu đồng. Ford Equator Sport 2022 vừa chính thức ra mắt phiên bản mới với thiết kế thể thao, cá tính cùng mức giá khởi điểm từ 503 triệu đồng. Mới đây, Ford Equator Sport 2022 đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với giá bán từ 22.050-26.151 USD, khoảng 503-597 triệu đồng. So với người anh em Equator, Equator Sport 2022 có kích thước nhỏ hơn, bao gồm chiều dài 4.630mm, chiều rộng 1.935mm, chiều cao 1.706mm và chiều dài cơ sở 2.726mm. Về tổng thể, Equator Sport 2022 kế thừa khá nhiều đường nét thiết kế từ Equator. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã có những cải tiến khiến mẫu SUV cỡ C này trở nên thể thao và cá tính hơn. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe, với lưới tản nhiệt hình bát giác cỡ lớn, đi kèm mắt lưới hình tổ ong và hệ thống đèn chia thành hai tầng. Trong đó, giải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu nối liền với nẹp mạng chrome trên đỉnh lưới tản nhiệt. Nằm thấp bên dưới là đèn pha với hai bóng LED được đặt trong hốc hình chữ C, có viền màu đen. Nội thất Equator Sport 2022 gây ấn tượng với hai màn hình 12,3 inch, 7 inch và 12,3 inch với phiên bản tiêu chuẩn. Thay vì sử dụng hệ thống thông tin giải trí Ford Sense 4 như Mondeo, Equator Sport được trang bị hệ thống Tencent 4.0, vẫn hỗ trợ các tính năng kết nối mới nhất. Bên cạnh đó là cửa gió điều hòa nằm ngang và núm xoay thay cho cần số truyền thống. Về vận hành, Ford Equator Sport 2022 vẫn được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5 lít hoàn toàn, mới được ứng dụng lần đầu tiên cho một mẫu xe thương mại. Công suất cực đại của động cơ này là 168 mã lực và mô men xoắn tối đa 260 Newton. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tốc độ tối đa của xe được công bố là 180 km/h. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.